Thưa quý vị và các bạn, hòa chung khí thế cả nước hướng về kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024, cùng với các cấp hội, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình kính truyền đến quý vị và các bạn màn đồng diễn liên khúc dân vũ qua miền Tây Bắc, giải phóng Điện Biên và ca khúc Anh Là Ơi. Đường thắng lợi về đây, phương châm đánh chắc ta tiến lên, lực lượng như bao tác.